Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với chị một cái tư duy rất quan trọng, đó là 7 bước bán hàng cho người lạ. Bao nhiêu cái chị đồng ý với tôi rằng là người chúng ta quen nó sẽ là một con số hữu hạn, nhưng mà người lạ thì là một số gần như là vô hạn. Ví dụ như là tuần vừa rồi tôi đã khai trương một cái cửa hàng bán về thời trang, đúng không anh chị? Thì ngày khai trương thì tôi rất là đông khách, và nó đông gấp 10 hoặc là thậm chí gấp 30 lần so với ngày bình thường. Nhưng anh chị có biết không ạ? Số lượng khách ngày khai trương đó thì gần như là 100% là người quen, người thân, anh em bạn bè đến ủng hộ, đúng không ạ? Nhưng mà từ ngày thứ hai, từ tuần thứ hai, từ tháng thứ hai trở đi thì không phải lúc nào người quen cũng đến ủng hộ chúng ta được, đúng hay rất đúng, đúng không anh chị? Nên là chúng ta cần phải có được một cái kỹ năng nó gọi là bán hàng cho người lạ. Và tất nhiên rồi, chúng ta vẫn ưu tiên bán hàng cho người quen trước, sau đó thì chúng ta bắt đầu bán hàng cho người lạ. Và các anh chị hãy lưu ý một điều, tại sao chúng ta cần phải học module này? Tại vì những người kinh doanh nói chung và những người kinh doanh online nói riêng thì hầu hết mọi người là sau độ khoảng 2 đến 3 tháng là người ta bỏ cuộc. Vì sao? Vì họ không có thêm khách hàng mới, hay nói chính xác hơn là họ không biết cách bán hàng cho người lạ. Nên là sau khi mà bán một hồi cho người quen xong thì họ không bán được cho ai nữa. Nên đấy chính là một trong những nguyên nhân mà họ rời bỏ cuộc chơi rất là sớm.